Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Các bạn nào mới vừa ghé vào kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo ha. Thì ở trên kênh YouTube Đô Official này thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức về photocopy, in ấn và khắc phục một số lỗi cơ bản ở trên máy photo dòng Ricoh, và một số chia sẻ những kiến thức về máy in màu Ricoh 830DN hoặc là một số kiến thức về máy in phun ha. Các bạn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mà mình ra cái video mới thì các bạn có thể là nhận được thông báo để mà theo dõi những video tiếp theo, hoặc là các bạn có thể vào kênh các bạn xem những cái video mình đã đăng rồi. Thì có thể các bạn nào quan tâm về ngành nghề in ấn, lĩnh vực photo và in ấn thì các bạn có thể tham khảo những video của mình nha. Khi mà khách hàng đem một cái file Excel tới thì cái điều khó khăn nhất là chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao để cho file Excel nó vừa đẹp mà nó phải vừa cân đối ở trong một cái tờ giấy để in. Thì lúc trước mình cũng đã làm một cái video rồi, tuy nhiên là cái video đó thì cái cách căn chỉnh thì nó hơi lâu, do đó mình sẽ chia sẻ cái video này làm cái cách nó sẽ nhanh hơn. Thì mình có một cái file của khách hàng như thế này, thì đây đây là cái file. Thì về hình thức trình bày thì các bạn sẽ thấy là cái file này thì nó hình trình bày theo phương thức ngang, và sau khi mà các bạn mở file của khách hàng lên rồi thì các bạn bấm Ctrl B ở trên bàn phím cho mình, chữ B phở nha. Thì hiện tại bây giờ khách hàng đang chỉnh ở khổ giấy dọc nè, đang làm ở khổ giấy dọc, thì bây giờ mình chỉnh lại ở khổ giấy ngang theo đúng cái trình bày của khách hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ vào trong cái phần này nè, chúng ta chọn khổ ngang ha. Tiếp đến các bạn vào ở trong cái phần No Scaling, No Scaling đây, các bạn nhấn xuống sổ xuống. Thì ở đây nó sẽ có ba dạng Fit Set nè, Fit All Column và Fit Brown, tức là ở đây là nó fit toàn bộ trên dưới phải trái. Các bạn sẽ thấy đây nó có bốn mũi tên và chỉ vào bốn cái cạnh của trang giấy á, thì đây là. Còn cái thứ hai đó là Fit All Column, tức là nó sẽ là fit, tức là nó sẽ chỉnh cho chúng ta, nó gom cho chúng ta tất cả các cái file in, nó nó sẽ gom cái trang in của chúng ta về và phía phải và phía trái ha. Chúng ta sẽ nó gom về cái phần trái, nó sẽ gom cái phần trái và phải. Còn đối với cái Fit All Brown là nó sẽ gom từ trên, ở trên và ở dưới ha. Thì ở đây mình sẽ khuyên các bạn nên là chọn cái dòng mà fit phải và trái ha. Thì mình sẽ chọn vào đây. Rồi, khi mà chọn vào đây các bạn sẽ thấy là một cái trang giấy hồi nãy rất là dài nhưng mà nó đã fit lại được trong đây rồi nè. Đó. Thì bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái lề nó cũng còn rộng lắm ha. Thì có thể là mình sẽ vào ở cái lề nó còn rộng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái lề nó còn rộng. Thì bây giờ các bạn vào trong cái góc phải của màn hình đó, các bạn chọn vào cái show margin nè. Thì nó hiện lên những cái thanh kéo. Thì cái những cái thanh kéo đó nè, cái điểm kéo nè, các bạn cứ kéo ra. Đó, các bạn kéo cho nó ra cái tờ giấy mép mép để cho nó rộng ra. Thì khi mà các bạn kéo như vậy thì cái kích thước của cái file in nó sẽ tự động nó căn chỉnh luôn cho các bạn nha. Nó sẽ căn chỉnh luôn. Nhưng mà các bạn sẽ thấy ở dưới đây nè, nó vẫn là một trang nha. Bây giờ mình căn chỉnh lại cho tất cả các bạn coi nè. Ví dụ như đây mình kéo này vô nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy sao, tức là nó sẽ fit lại, tức là nó sẽ thu cái bản in chúng ta lại, và chúng ta kéo ra thì nó sẽ fit đều ra ha, tức là nó sẽ cân đều ra cho chúng ta. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ kéo lên, nhưng mà đối với bản in này á thì nó có chiều ngang nhưng mà nó không có chiều chiều cao các bạn, này nó không có chiều cao. Thì để mà các bạn kéo chiều cao ra cho nó cân chỉnh chút á, nếu mà đối với cái bản in này các bạn sẽ thấy là nếu mà khách hàng không yêu cầu nhiều thì chúng ta chỉ cần làm vậy, chúng ta in thôi cho khách hàng thôi thì chúng ta được rồi. Tuy nhiên ở đây mình muốn cái bản in này nó sẽ kéo đều tới cái trang này luôn ha, kéo đều hết cái trang này. Thì mình sẽ làm thế nào để mà cho mình kéo? Thứ nhất là các bạn sẽ vào cái trong cái mũi tên này nè, các bạn trở ra lại cho mình, rồi sau đó các bạn mới kéo ngay, các bạn sẽ đặt cái con chỏ chuột vào trong cái phần 1, 2, 3, 4, cái dòng chữ, cái dòng số á. Thì các bạn để vậy nè, khi mà cái con chuột nó thành cái mũi tên màu đen, thôi các bạn đừng có để đây nha, các bạn đừng có để trong đây mà các bạn kéo thì nó sẽ, mình kéo mình chỉnh một lần nó không có được đâu. Thì các bạn sẽ đưa vào ở trong cái phần dãy số nè, các bạn thấy cái mũi tên màu đen các bạn chỉ ra, thì các bạn bắt đầu mình sẽ canh từ ngay chỗ cái số 6 ở trong cái bản in là số 1 nhưng mà cái dòng ở chữ số ngoài là số 6, thì mình sẽ đưa vào đây. Thì khi mình lít vào đây các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện lên một cái bảng màu đen thế này, và sau đó mình giống giữ trái chuột mình kéo xuống. Kéo xuống thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ tới dòng 25. Thì ngay chỗ tổng cộng là hết ha. Thì khi các bạn kéo xuống vậy nè, thì các bạn sẽ thấy ở phía dưới đây nó sẽ có một cái lằn. Cái lằn này là lằn gì? Cái lằn này là lằn đánh dấu nó là cái trong, nằm trong trang của A4. Tức là hồi nãy mình thấy ở phía dưới nó còn rộng nhiều, thì bây giờ mình sẽ kéo.
thì khi mà các bạn kéo thì các bạn để dưới, để cái con chỏ chuột vào trong số 25 này, và khi cái con chỏ chuột nó thành cái dấu thập màu đen thì các bạn bắt đầu giữ trái chuột, các bạn kéo xuống như vậy thì các bạn thả ra thì nó sẽ cân đều hết tất cả các dòng luôn ha, nó cân đều hết các dòng hơn. Rồi chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ coi thử nó đã xuống hết cái trang chưa. Thì các bạn thấy là khi mà kéo, càng kéo thì giữa cái độ rộng giữa các cái ô ở trong cái bảng in với lại cái khổ trang giấy hầu như là nó đã gần tương đương rồi. Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy cái dấu lần 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 đây là cái vị trí cuối cùng của trang giấy A4 và đây là cái bảng in của mình. Rồi sau đó các bạn bấm Ctrl B lại. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nó đã chỉnh hết rồi. Đó, tức là nó đã dàn được gần hết trang rồi. Là bây giờ chúng ta sẽ cần đặt cái lệnh in, chúng ta bấm print thôi là xong. Rồi, sau khi mà in xong các bạn sẽ thấy là cái bảng in của chúng ta nó sẽ cân đối này. Nó cân đối và cái bảng in của chúng ta nó sẽ đẹp. Nên do đó là đối với cái cách này thì nó có một cái là nó sẽ tự động nó cân đối cái tờ giấy của chúng ta và chúng ta chỉ còn một số cái thao tác nhỏ thôi. Thì đối với cái cách này thì các bạn làm sẽ rất là nhanh ha. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây ha. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho tất cả các bạn nào mới vào nghề về cái cách canh chỉnh sao một cái file Excel in ấn cho nó nhanh, để các bạn có thể là vừa canh chỉnh nó nhanh mà vừa canh chỉnh cho cái file Excel nó đẹp nữa. Rồi xin chúc tất cả các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.